chào các bạn, chị đến từ team học văn chị Hiên đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đọc văn bản Rõ lành đầu mùa của tác giả Thạch Lam. Buổi sáng hôm nay, mùa đông đột nhiên đến, không báo trước. Vừa mỗi ngày hôm qua, trời hãy còn nắng ấm và hanh. Cái nắng về cuối tháng 10 làm nếp nhẹ đất ruồng và làm giòn khô những chiếc lạ rơi. Trôi ngoài chỉ chơi cậu gà, ở ngoài cánh đồng còn thấy nóng bức chạy mồ hôi. Thế mà qua một đêm mưa rào, trời bỗng đổi ra gió bấc. Rồi cãi lành ở đâu đến làm cho người ta tự đang giữa mùa đông rét mướt. Sơn tung chăn tỉnh dậy nhưng không bước xuống giường ngay như mọi khi, còn ngồi thu tay vào trong bọc. Bên cạnh đứa em bé vẫn nắm tay ngủ kỹ. Chị Sơn và mẹ Sơn đã trời dậy đang ngồi quạt hỏa lò để pha nước chè uống. Sơn nhìn thấy mọi người đã mặc áo rét cả rồi. Nhìn ra ngoài sân, Sơn thấy đất khô trắng, luôn luôn cơn gió vi vu làm bốc lên những mảng mù nhỏ, thổi lăn những cái lá khô lào xào. Trời không u ám, toàn một màu trắng đục. Những cây lan trong chầu lạ rung đồng và hình như sắt lại vì rét. Sơn cũng thấy lành, vừa vơ lại cãi chăn rồi lên đầu rồi cất tiếng gọi chị. Mẹ Sơn nghe thấy đặt chén nước chè xuống bảo chị Lan con vào buồng lấy thùng áo ra mẹ mặc cho em đi, rồi quay lại bảo Sơn con sang đây mà ngồi cho ấm bực khéo để cho em vẽ. Sơn kéo chăn lên đắp cho em rồi co ro đựng giày sang phạm bên này ngồi xếp bằng bên khay nước. Mẹ Sơn đỡ cho một chén, Sơn cầm lấy chén chè nóng ấp vào mặt vào mãi cho ấm rồi để mặt vào mình chén cho hơi bốc lên. Bà Sơn vẫn thường bảo làm khẽ cho tịnh mắt. Người vũ già xù xù cải áo bông cạnh rách sách siêu nước từ giữa nhà lên vừa suy xoa vừa nõi rẹt quá một nửa cõng cả tay. Vũ giơ tay hơ trên hỏa lò. Mẹ Sơn hỏi năm nay rẹt sớm hơn mọi năm Vũ nhỉ? Người vũ già ra vẻ nhỡ lại đáp cũng chả bằng cãi năm mới đi cân gạo bên sông gỡm bởi rẹt làm sao. Sáng tôi dày bà sai đi chờ cứ run lên cầm cập. Sơn cũng nhớ cãi rẹt năm ấy rõ rệt lắm nhưng mới đây thôi. Buổi sớm hôm ấy mẹ Sơn cũng ngồi uống nước chè như sáng hôm nay và cũng lấy áo rẽ ra mặc. Chị Lan từ trong buồng đi ra hề hề ôm cái thùng quần áo đặt lên đầu phản. Mẹ Sơn lật cãi vị buồng lục động quần áo rẽ. Sơn nhận ra cũng những chiếc áo Sơn đã mặc năm ngoái năm kia, một cái áo vệ sinh màu nâu sẫm với một cái áo già khô chị đỏ. Sơn cầm dơ những cái áo lên thấy mặt lành cả tay. Từ bộ quần áo khoảng xa hơi mốc của vải gấp trong hòm làm Sơn nhớ lại những buổi đầu mùa rét từ bao giờ lâu lắm ngày Sơn còn nhỏ. Mẹ Sơn giơ lên một cái ống áo bông đã cạnh đã cũ nhưng còn lành lành nói đây là áo của cô Duyên đây. Duyên là đứa em gái bé của Sơn chỉ từ 5 lên 4 tuổi. Mẹ Sơn nhắc đến làm Sơn đứa em cảm động và thương em quá. Vũ già là người đã nuôi Duyên từ lúc mới đẻ, bởi lấy cái áo được khi lật lại ngạo nghĩa hay mân mê các đường chỉ. Dạ bây giờ em nhỏ có còn cũng chả mặc được. Mẹ Sơn yên lặng không nói gì, nhưng đến lúc gọi vợ Sơn lại để mặc áo. Sơn thấy mẹ hơi rơm rơm nước mắt. Sơn đã mặc xong áo ấm, cả cái áo dài chỉ đỏ lẫn áo vệ sinh, ngoài lại mặc phủ cái áo vải thâm dài. Sơn đứng trên giường trước mặt mẹ đã quay đi quay lại 3-4 lần để mẹ Sơn mặc áo. Sau cùng mẹ Sơn buộc cả cả áo cho phẳng phiu rồi đẩy Sơn ra bảo thôi con đi chơi. Sơn rủ xính rủ chỉ ra chờ chơi. Nhà Sơn ở quay lưng vào chờ thành một dãy nhà lã của những người nghèo khổ mà Sơn quen biết cả vì họ vẫn vào vay mượn ở nhà biết. Lũ trẻ con cả gia đình ấy chắc bây giờ đương đầu mình ở cuối chờ để đánh khăng, đánh đảo. Không phải ngày tiên nên chờ vắng không. Vậy tại quán chơ vơ lòng rõ, rạc bận rải rác lẫn với lã rùng của cây đề. Gió thổi mạnh làm Sơn thấy lành và cay mắt. Nhưng chân trời trong hơn mọi hôm, những làng ở xa Sơn thấy rõ như ở gần. Mặt đất sẵn lại và nếp nhẹ những đường nho nhỏ kêu vang lên lanh tanh giữa nhịp đua của hai chị em. Đến cuối chờ đã thấy lũ trẻ đang quây quần chơi nghịch. Chúng nó thấy chị em Sơn đến đều lộ vẻ vui mừng, nhưng chúng vẫn đứng xa không dám vù vập. Chúng như biết cả thân phần nghèo hèn của chúng vậy. Tuy Sơn và chị vẫn thân mật chơi đùa với chứ không kiêu kỳ và khinh bị như các em họ của Sơn.
Thằng Cúc, thằng Xuân, con Tĩ, con Túc sạn gần dương đôi mắt mặc bộ quần áo mới của Sơn. Sơn nhìn thấy chỗ ăn mặc không khác ngày thường, vẫn những bộ quần áo nâu bạc đã rách vã nhiều chỗ. Nhưng hôm nay môi chúng nó tịnh lại, và qua những chỗ áo rách da thịt thâm đi, mỗi cơn gió đến chúng lại run lên, hàm răng đập vào nhau. Thằng Xuân đến mõ vào chiếc áo của Sơn, nó chưa thấy cái áo như thế bao giờ. Sơn lật vạt áo thâm, chia áo vệ sinh và áo dài cho cả bọn xem. Một đứa tặc lưỡi nói, cái áo này mặc thì nóng lắm, chắc mua phải để một đồng bạc chứ không ít, chúng mày nhỉ. Đứa khác nói, ngày trước thầy tao cũng có một cái áo như thế, về sau bạn cho ông nghĩ mất. Còn Túc ngây ngô đưa đôi mắt lên hỏi Sơn, cái này cậu mua tận Hà Nội phải không? Sơn đưa ngực đáp, ở Hà Nội chứ ở đây làm gì có. Mẹ tôi còn hẹn mua cho tôi một cái áo len nhiều tiền hơn nữa kia. Chị Lan bỗng vô tay vẫy một con bé từ nãy vẫn đứng vừa vào cục quán, rồi sao không lại đây, Duyên lại đây chơi với tôi. Duyên là đứa con gái bên hàng xóm, bàn chơi với Lan và Duyên. Sơn thấy chị gọi nó không lại, bước đến gần trông thấy con bé con ro đứng bên cục quán, chỉ mặc có mấy áo rách tả tơi ở cả lưng và tay. Chị Lan cũng đến hỏi, sao áo mày rách thế Duyên, áo lành đâu không mặc. Con bé nhìn thì nói, hết tạo rồi, chỉ còn cái này. Sao không bảo u mày may cho? Sơn bây giờ mới chợt nhớ ra, bà mẹ cãi hên rất nghèo, chỉ có người đi mò cua, bắt ốc, thì còn lại đâu ra tiền mà tặng áo cho con nữa. Sơn thấy đồng lòng Hương, cũng như đang sáng Sơn đã nhớ Hương để em Duyên ngày trước vẫn chơi cùng với Duyên, vừa nghịch ở vườn nhà. Một ý nghĩ tốt bỗng thoáng qua trong trí, Sơn lại gần chỉ vì thầm, hay là chúng ta lên cho nó cái áo bông cũ, chị à? Ừ, phải đấy, để chị về lấy. Với lòng ngây thơ của tuổi trẻ, chị Lan hăm hở chạy về lấy áo. Sơn đứng lặng yên đời, trong lòng tự nhiên thấy ấm áp, vui vui. Nhưng cái vui của Sơn không được bao lâu, bữa cơm về tới nhà, Sơn không thấy mẹ đâu cả, hỏi Vũ là, mở tôi đi đâu hả Vũ? Chị Lan và cậu cứ ăn cơm trước đi, mở còn đi ăn cỗ đến trưa mới về. Rồi Vũ già nhìn rõ vào mặt Sơn, hỏi, có phải cậu đem cho con Hiên cái áo bông cũ phải không? Sơn ngạc nhiên đáp, phải, nhưng sao Vũ biết? Con Sinh nó nói với tôi đấy, Sinh là đứa em họ của Sơn, vẫn hay nói hôn với Vũ già, nên Vũ ấy ghét. Nó lại còn bảo, hễ mở về, nó sẽ sang mách với mở cho cậu phải đòn. Sơn lo quá, sắp ăn, bỏ đũa đựng giày, phán, thế bây giờ làm thế nào hở Vũ? Mở tôi biết thì chết. Ai bảo cậu dài dột, đem áo cho nó. Bây giờ cậu sang bảo cãi Hiên, trả lại thì không việc. Sơn ngồi vàng ra chờ tìm cãi Hiên, nhưng không thấy con bé ở đó. Điện nhà cũng không thấy ai, mẹ nó cũng không có nhà. Hai chị em lo sợ, đi ra cãi đồng tìm cũng không gặp. Gần đến buổi chiều, Sơn và chị chưa đòi được áo, Lan trách em. Sao em lại nghĩ đến cho nó cái áo ấy, có phải bây giờ mình mặn chết không? Ai bảo chị về lấy, nếu chị không về lấy thì em biết đâu. Chị Lan đậu dìu, thôi bây giờ phải về nhà vậy, chứ biết làm thế nào. Nhưng mà em sợ lắm. Chị Lan thở dài, nắm chặt lấy tay em, an ủi. Đằng nào cũng phải về cơ mà, may ra có lẽ mờ không mặn đâu. Hai chị em lo lắng, dắt nhau lẹn về nhà. Đến cửa, Sơn nghe thấy tiếng mẹ nói ở trong, gọi tiếng một người đàn bà khác nữa, nghe quen quen. Lan nhấc tay Sơn, khẽo nhẹ bước vào. Hai chị em ngạc nhiên, đứng sững ra khi thấy mẹ con Hiên đang ngồi ở cãi ghế con trên đất, trước mặt mẹ, tay cầm cái áo bông cũ. Thấy hai con về, mẹ Sơn ngẩng lên nhìn đường nghiêm nghị bảo, kìa, hai cô cậu đã về kia. Thế áo bông của tôi đâu mà từ tiền đem cho đấy? Sơn sợ hãi, cúi đầu làm im, đẹp vào sau lưng chị. Bác Hiên vừa cười vừa nói, tôi về thấy cháu nó mặc cái áo bông, tôi hỏi ngay. Nó bảo của cậu Sơn cho nó. Tôi biết cậu ở đây đùa nên tôi phải vội vàng đem lại đây trả mờ. Thôi, bây giờ xin phép mở tôi về. Mẹ Sơn hỏi, con Hiên không có áo à? Bẩm, nhà cháu đồ này cổ lắm, chẳng để dành được đồng nào may áo
cho con cả. Thành thử vẫn cài áo từ năm ngoái ngọ mặc mãi. Mẹ Sơn vội cài áo đồng, lấy tiền đưa cho bác Hiên. Đây, tôi cho 10 năm nào, cầm về mà may áo cho con. Khi bác Hiên bước ra khỏi cửa, mẹ Sơn vẫy hai con lại gần, rồi âu yếm ôm vào lòng mà bảo: hai con tôi quỷ quá, dạng tự do lấy áo đem cho người ta, không sợ mẹ mắng ư? Bài văn bản này đến đây là kết thúc. Hẹn gặp các bạn vào các radio lần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn, chị đến từ Di Mọc Văn Chị Hiên đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đọc văn bản Người mẹ vườn cau của tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Đề bài làm văn chỉ hai chữ người mẹ. Cô Hương bảo bình luận, chứng minh hay miêu tả cách nào cũng được. Tôi cặn bút, nghĩ mãi bắt đầu như thế nào nhỉ? Bà tôi có rất nhiều mẹ, tôi cũng có lắm bà. Nội ở nhà cùng chú út, nội ở phố đông, nội ở vườn cau, nội nào cũng già như nhau. Tôi nhớ khi còn nhỏ, ba dẫn về thăm nồi vườn cau. Hôm đó mưa nhiều, con đường từ dưới bể lên nhà, đất bùn lẹp nhẹp, tôi ngã oành oạch. Nhà nồi nhỏ xíu, mãi lã rột tong tong, đón ba, nồi gầy gò, cười phô cả lời. Mà tưởng con không về được, mưa gió tối trời gầy, khéo cảm. Bà buộn đầu tôi, tiền tổ mày, sao mà rộng cha quá vậy? Hôm ấy bà dỗ chú Sơn, trên cái bàn thờ con thấp le te kia có đến 3 chiếc ngư đồng. Cái nào cũng nghi ngút khói, bữa dỗ chỉ vài 3 bát canh chua cá rô đồng, mắm kho bông sũng, chưa bao giờ tôi được ăn lại nghe ngon như thế. Bà gấp thức ăn cho bà gấp thức ăn cho tôi, đôn hầu bảo: ăn cho mau lớn con. Thành mưa, mọi người lục đục đến, họ kéo gào, sôi ào ào ngoài hiên nước. Ai cũng gọi nồi bằng mã: mã tư ơi ơi. Tôi hỏi: bà ơi, sao nồi đông con quá vậy? Bà cười bảo: tối bác kể con nghe. Một chú quần vò tới gỗi, tay cầm lồng vỗ vai ba cười ha hả: tao biết chú mày về nên em thịt sẵn qua đây, tụi mình lai rai. Rồi chú quay lại: mã ơi, cho tụi con vui một bữa với thằng Sơn nghen. Bà nồi quấn lại cái khăn sờn lên tóc, rồi vờ mày dài lại mẹ mã cho mày coi. Nồi ôm tôi vào lòng, ngồi trên võng vỗ đưa khèn kẹt. Các chú thỉnh thoảng lại cười vang, nồi cũng cười, trong nồi vui lắm. Cái vui như thức dậy sau đêm dài vươn mình ngắm bình minh. Ba tôi cùng cả chú nói chuyện huyên thuyên, toàn là chuyện ngày xưa. Chú biểu quần vo tới gỗi, uống rửa toàn tọt, cười kha: tưởng đâu lũ mày quên mã, quên hết tuổi tao. Ba tôi lúc lắc đầu, ông rót ba ly rượu cũng trên bàn thờ, quay lại hỏi: bạn Hương em Châu, bên chồng rượu về hở mã? Ừ, bên nhà xui bảo, cho chúng nó có đôi. Bà nồi dẫn tôi ra vườn, cái nắng sau vườn nồng ngạ mà vàng phá sắc đỏ, những giọt nước còn đọng lại trên tán lá non. Ở đây cái gì cũng chín, từ trái mít, trái đu đủ, trái chanh đến cả vùng cau. Trái đỏ chín đỏ lừ, bên hông cau trắng muốt, tóc nồi cũng trắng phao phao. Bà nắm tay tôi, bàn tay bà nhân nhau gân guốc. Đêm hôm ấy bà mắc mùng cho tôi ngủ, giường là ngủ không được. Bà kể chú hồi trước, bà cùng hai chú trên bàn thờ là đồng chí của nhau. Các chú ấy hiên ngang và anh dũng lắm. Ba bảo nồi là một bà mẹ anh hùng. Tôi hơi bất ngờ, lẽ ra anh hùng phải là cao to, đẹp khỏe chữ. Vậy nồi có sũng không ba? Nồi bạn ve trai, bạn ve trai cũng là anh hùng hở ba? Ừ, nồi gánh giỏ đi đầu làng cuối xóm, nồi đưa thư cho ba, nồi mang thức ăn, tin tức. Ba vuốt đầu tôi, cái tay nặng trịch: dạ mà các chú ấy còn sống, bây giờ nồi đã có cháu, đâu phải sống một mình. Tôi nghe gai gai người, những cái dãng còm cõi, nụ cười phúc hậu, đôi mắt xà nua nheo nheo. Trông ra ngoài, thấy bóng còn còng còn in trên vách, tôi nhộn dày: con đang ngủ với bà nghe ba. Ba tôi chuyển công tác lên tỉnh, nhà tôi dọn về phố khác. Mẹ nhắc ba: lâu rồi anh không về thăm mã vườn cau. Ôi dào, mã ở rưỡi, bậy anh rưỡi lo. Một hôm chú biểu đến nhà, chú mang theo sâu ếch dài thiệt dài, bỗ bã: cái này mã gửi cho mày, mã biểu phải đem đến tận nhà. Vậy dỗ mày không về, mã nhớ mày lắm. Sáng hôm qua mã còn khoe vừa gặp mày trên vô tuyển. Rồi chú lắc đầu: lũ mày bạc làm sao đâu.
Tối đó mưa sập xoài rạ rích, bà tôi trong đèn ngồi rị thuốc. Mẹ hỏi, bà bảo, uống rượu ngủ không được. Mọn thịt ếch đầu mùa lìm trong lưỡi làm ba đau nhói. Ba rụ tôi, mai về nồi vườn cao con ha. Chẳng biết chốn ấy còn chín lừ quả ngọt, hương kho cao còn nồng nàn trắng xóa một góc trời. Tóc nồi sắc bạc nhiều hơn, lúc tôi về thế nào bà cũng chuỗi cho tôi nhiều quả chín mang về biểu mẹ, sâu ếch biểu ba. Thử thức ăn mà không có hương vị cao lương nào thay thế được, dù bây giờ ba tôi chuỗi người lên xe. Bài văn được 4 điểm, lời phê cũng gắn gòn như đề bài, nghèo ý. Tôi viết, mẹ là người sinh ra em, mẹ nuôi em lớn, ngày thường mẹ nấu cơm em ăn, giặt đồ em mặc. Bọn con lại làm chọc nghèo mãi, tôi chống trễ, làm sao viết về mẹ bằng mấy dòng được, phải không? Bài văn bản, người mẹ vườn cao của chúng ta đến đây đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trong các radio lần sau nha. Xin chào tất cả các bạn, chị đến từ team học văn chị Hiên đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đọc văn bản Tôi đi học của tác giả Thanh Tình trong bộ sách Cánh diều lớp 8 tập 1. Tôi đi học, hàng năm cứ vào buổi thu, ra ngoài đường rùng nhiều và trên không có những đám mây vàng bạc. Lòng tôi là nhao nhức những kỷ niệm muôn mang của buổi từ trường. Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy lại nở trong lòng tôi như mấy cảnh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè nấp dưới nõn nè lần đầu tiên đi đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy xuân thu và gió lành, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quên đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy là cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn. Hôm nay tôi đi học, tôi không lội qua sông thả diều như thằng Quỹ và không đi ra đầu mô đùa như thằng Sơn nữa. Trong chiếc áo vải dù đen dài, tôi cảm thấy mình thoáng tròng và đĩnh đẵng. Dọc đường thấy mấy cầu nhỏ tạc bằng tuổi tôi, áo quần tương cất, hình ảnh bỏ trên nhau hay trao sách vở cho nhau xem mà tôi thèm. Hai quyển vở mới đang ngồi trên tay tôi đã bắt đầu thấy nặng. Tôi bằng tay thì thật chặt, nhưng một quyển vở cũng sạch ra và trên đầu trụi xuống đất. Tôi sốc lên và nặng lại cẩn thận. Mấy cầu đi trước ôm sách vở nhiều lại kèm cả bụng trượng nữa, nhưng mấy cầu ấy không để lộ vẻ khó khăn gì hết. Tôi muốn thử sức mình nên nhìn mẹ tôi, mẹ đưa bộ thượng cho con cầm. Mẹ tôi cúi đầu nhìn tôi với cặp mắt thật đau yếm. Thôi, việc mẹ cầm cũng được. Tôi có ngay cái ý nghĩ vừa non nớt vừa ngây thơ này, chắc chị người Thảo mới cầm ngồi bộ thước. Ý nghĩ thoáng qua trong trí tôi, nhẹ nhàng như một làn mây lượn ngang trên ngòi núi. Trước sân trường làm ý nghĩ dày đặc cả người, người nào áo quần cũng sạch sẽ, gương mặt cũng vui tươi và sáng sủa. Được đậu mấy hôm, được đi ngang qua làng Hòa An để chung quanh với thằng Minh, tôi có ghé lại từ một lần. Lần ấy, trường đối với tôi là một nơi xa lạ. Tôi đi chung quanh các phố để nhìn qua cửa kính vẽ bạn đồ chơi trên tường. Tôi không có hàng tường nào khác là nhà tường cao ráo và sạch sẽ hơn các nhà trong làng. Nhưng lần này lại khác, trước mắt tôi từng nghĩ lý trong buổi xinh xắn, buổi oai nghiêm, với cãi đình làng Hòa ấp, sân ngõ rồng, mình ngõ cao hơn trong những buổi trước hè đầy vắng lặng. Lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ, cũng như tôi, mấy cầu học trò mới bỡ ngỡ đứng nhận bên người thân, chỉ dám nhìn một nửa hay dám đi từng bước nhẹ. Hỏi như con chim con đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rồng muộn bay, nhưng còn một mình e sợ. Họ nằm vùng và ước ao thầm lặng như những người học trò cũ, biết lỡ, biết thầy, để khỏi phải rụt rè trong cảnh. Sau một hồi trọng thức vang rồi cả lòng tôi, mọi người học trò cũ đến sát hàng tự nhiên rồi đi vào lớp. Cảm thấy mình sơ vơ là lớp này, vì xung quanh là những cầu bé vùng về lũng tụng như tôi cả. Các cầu không đi, các cầu chỉ theo sức mạnh kéo dìu các cầu tới trước. Nói các cầu không đứng lại càng đúng hơn nữa. Hai chân các cầu cứ lềnh làng mãi, để co lên một chân các cầu lại duỗi mảnh như đã một quả bám tượng tường. Chỉ lúc này toàn thân các cầu cũng đang luôn luôn theo nhịp bước rồn ràng trong các lớp. Ông đốc trường nghĩ lý sau hỏi mấy cầu học trò bởi những trường lớp 3. Trường là nhỏ nhưng không có phòng riêng của ông đốc. Trong lúc ông đọc tên từng người, tôi cảm thấy như quả tim tôi ngừng đập.
Tôi khuyên cả nhìn tôi đứng sau tôi. Nghe gọi điện tên, tôi tự nhiên giật mình và lúng túng. Sau khi đọc xong mọi người tên đã bị sẵn cái mạng dạy lớn, ông đốc nhìn chúng tôi nói sẽ. Thế là các em đã vào lớp 5, các em phải lắng học hại để thầy mẹ được vui lòng và để thầy dạy các em được sung sướng. Các em đã nghe chưa? Các em đều nghe, nhưng không em nào dám trả lời. Cũng may đã có tiếng già rán của phụ huynh đáp lại. Ông đốc nhìn chúng tôi với cặp mắt hiền từ và cảm động. Mấy cậu học trò trong lớp 3 cũng đua nhau quay đầu nhìn ra. Và ngoài đường cũng có mấy người đứng dừng lại để nhìn vào. Trong những giây phút này, chúng tôi được người ta ngắm nhìn nhiều hơn hết. Vì vậy, đã lũng túng, chúng tôi còn lũng túng. Ông đốc lại cặp tĩnh trắng xuống rồi nói: Thôi, các em nhận lên đứng đây, sắp hàng để vào lớp. Tôi cảm thấy sau lưng tôi có một bàn tay gì rằng được tôi tới trước. Nhưng người tôi lúc ấy tự nhiên thấy nhà người một cách là không chỉ được chéo áo hay cạnh tay người thân. Vài ba cầu đã từ từ bước lên những giữa hướng lớp. Các cầu lưng lẹo nhìn ra sân, nên mà những người thân đang nhìn các cầu với cặp mắt lưu luyến. Một cầu đứng đầu ôm mặt khóc. Tôi bắt giả quay lưng lại rồi giữ đầu và lòng người tôi nức nở khóc theo. Tôi nghe sau lưng tôi, tâm đã học cầu mới và chuyện thị chỉ thắng ngập mình trong khổ. Một bàn tay khiêm nhẹ vượt mãi tóc tôi. Ông đốc tươi cười nhận nhà chờ chúng tôi. Các em đừng khóc, chưa nay các em được về nhà cơ mà. Và ngày mai sẽ được nghỉ cả ngày. Sau khi thấy 28 cầu học trò sắp hàng đầy đặn tự nhiên trường, ông đốc ra liền ra dẫu cho chúng tôi đi vào lớp 5. Một thầy trẻ tuổi gương mặt tươi cười đang đón chúng tôi trước cửa lớp. Trong thời thơ ấu, tôi chưa lần nào thấy xa mẹ tôi như lần này. Tôi cũng thật lễ làm là, vì có những hôm, tôi suốt cả ngày, tôi chuyển bàn ở đồng làng hết xã. Làm tôi vẫn không cảm thấy xa nhà hay xa mẹ tôi một chút nào hết. Một người như là xem lên trong lớp, trong nhìn nhìn ra bên trường, tôi cũng thấy là và hay hay. Tôi nhìn bàn ghế chỗ tôi ngồi rất cẩn thận, rồi tự nhiên nhận là vật của riêng mình. Tôi nhìn người bạn tỉ hon ngồi bên tôi, một người bạn tôi chưa hề quen biết, nhưng lòng tôi vẫn không cảm thấy sự xa lạ chút nào. Sự chuyển biến ấy tự nhiên và bất ngờ quá đến tôi cũng không dám tin là có thật. Một con chim con liền đứng bên trên bờ cửa sổ, hót mấy tiếng rụt rè rồi vỗ cánh bay cao. Tôi đưa mắt kèm vừa nhìn theo cạnh chim, một kỷ niệm cũ đi với chim trước cạnh đồng lúa hay trên bờ sông Viêm sông Lài gần dậy trong tim tôi. Nhưng tiếng phẫn của thầy tôi gạch nằm trên bạc đen đã đưa tôi về cạnh thật. Tôi vòng tay lên bàn chăm chị nhìn thầy viết và lẩm nhẩm đánh vần đọc bài tập viết tôi đi học. Bài tôi đi học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp các bạn vào các radio lần sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.